cứu hộ 13 thuyền viên tàu hàng nước ngoài gặp nạn trên biển. Phủ sóng mạng 5G Vinaphone tại hai thành phố lớn. Thị trường tour du lịch Tết ấm dần. Đẹp nao lòng, hoa mơ nở sớm ở cao nguyên Mộc Châu. Trưa ngày 19 tháng 12, tàu cảnh sát biển 6007 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã cập cảng Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 tại thành phố Vũng Tàu và bàn giao các thuyền viên của tàu Sinh Hồng, quốc tịch Panama cho các cơ quan chức năng. Trước đó, ngày 17 tháng 12, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được yêu cầu cứu hộ từ đại lý tàu biển Golden Sea, là đại diện chủ tàu cho biết tàu Sinh Hồng, quốc tịch Panama có 15 thuyền viên, gồm 11 thuyền viên Trung Quốc và 4 thuyền viên Việt Nam, chở 7.800 tấn đất sét, hành trình từ Malaysia đi Đài Loan thì gặp sự cố. Tàu chuyển hướng vào đảo Phú Quý, Bình Thuận để khắc phục, nhưng do sóng to gió lớn khiến tàu bị nghiêng và có nguy cơ bị chìm, nên thuyền trưởng thông báo rời bỏ tàu. Đại lý Golden Sea đề nghị Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến sáng ngày 18 tháng 12, lực lượng cứu hộ đã vớt được 13 thuyền viên của tàu bị nạn. Trong đó, 11 thuyền viên còn sống được đưa lên tàu CSB 6007 để chăm sóc y tế. Thi thể 2 thuyền viên được đưa lên tàu SAR 413 để bảo quản. Sau một cái thời gian dài cứu được các cái thuyền viên, thì 11 thuyền viên có cái dấu hiệu mệt mỏi và khủng hoảng. 2 cái xác được bảo quản trên tàu SAR 413 có dấu hiệu phân hủy trong một không gian chật hẹp. Các lực lượng cũng đã đề nghị Trung tâm 3 là cho tàu rời hành trình về cảng Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 để bàn giao các cái nạn nhân đưa lên bờ để thực hiện chăm sóc y tế và bảo quản theo quy định. Trong quá trình triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, tiếp nhận, bàn giao, vận chuyển, chăm sóc y tế, bảo quản thi thể, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đã phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19. Công an huyện Thanh Liêm, Hà Nam vừa triệt phá thành công chuyên án bắt giữ khẩn cấp đối tượng Dương Văn Sơn, sinh năm 1998, trú tại tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua công tác nắm tình hình, đội cảnh sát hình sự công an huyện Thanh Liêm phát hiện trên địa bàn xuất hiện một đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook đăng ảnh đại diện là các nữ nhân viên ngân hàng, công ty tài chính quảng cáo cho vay tiền nhanh, có biểu hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xác định đây là loại tội phạm mới xuất hiện trên địa bàn tỉnh Hà Nam với thủ đoạn hết sức chuyên nghiệp và tinh vi. Đội cảnh sát hình sự công an huyện Thanh Liêm đã báo cáo lãnh đạo đơn vị để lập án đấu tranh làm rõ. Bước đầu, Sơn khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 30 bị hại ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, trong đó chủ yếu là các tỉnh phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Từ ngày 31 tháng 3 năm 2021, các tổ chức phát hành thẻ thực hiện việc phát hành thẻ nội địa mới là thẻ chip, không phát hành thẻ nội địa mới là thẻ từ. Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc bổ sung thời hạn bắt buộc các tổ chức phát hành thẻ ngân hàng mới phải là thẻ chip nội địa để các ngân hàng tích cực trong công tác phát hành thẻ chip, bố trí nguồn nhân lực, kinh phí trong việc hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip. Thông tư mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 để tạo điều kiện các ngân hàng có thời gian triển khai các biện pháp phù hợp trong việc dừng phát hành thẻ từ. Kể từ hôm nay, người dùng đã có thể trải nghiệm mạng Vinaphone 5G tại hai thành phố lớn nhất cả nước với tốc độ lên tới hơn 1GB, nhanh gấp 10 lần so với mạng 4G và có độ trễ gần như bằng không. Đây là những thông số lý tưởng tạo điều kiện để thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành công nghệ cao. Người dùng có thể sử dụng mạng Vinaphone 5G tại Hà Nội với các phố thuộc quận Hoàn Kiếm và quận Hai Bà Trưng, còn tại thành phố Hồ Chí Minh là quận 1 và quận 3. Đặc biệt, khách hàng không cần đổi SIM, chỉ cần sử dụng SIM 4G là có thể truy cập mạng 5G nếu có các thiết bị điện thoại hỗ trợ 5G. Sau khi tiến hành thử nghiệm thương mại vào cuối tháng 11 vừa qua, ngày hôm nay, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã chính thức công bố vùng phủ sóng Vinaphone 5G. VNPT cũng là nhà mạng duy nhất được cấp giấy phép thử nghiệm thương mại và giấy phép sử dụng băng tần 5G tại hai thành phố lớn nhất cả nước. Sau gần một tháng công bố chương trình kích cầu du lịch lần thứ hai, du lịch Đà Nẵng bắt đầu ghi nhận những dấu hiệu khả quan. Đặc biệt, dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch sắp tới đều rơi vào sát cuối tuần là yếu tố thuận lợi để người dân đi du lịch. Đang kích cầu du lịch cho nên giá thì cũng rẻ hơn mọi năm, nên là phù hợp với mọi người đi du lịch. Vì cái lịch trình thì bọn mình sẽ đến resort ở đây,
rồi tổ chức team building, rồi gala dinner, rồi bọn mình sẽ lấy nước sạch thần tài. Dù phải nỗ lực rất nhiều lần so với những năm trước khi kích cầu trong mùa thấp điểm này, nhưng nhiều khách sạn, công ty lữ hành tại Đà Nẵng vẫn tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, dịch vụ tặng kèm hấp dẫn, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ. Chúng tôi bao gồm cả dịch vụ ẩm thực, dịch vụ giải trí để tăng nhiều cái trải nghiệm cho khách. Tại thời điểm hiện tại, chúng tôi đã lắp đầy được hơn 50% công suất phòng khách sạn cho cái dịp lễ hội sắp đến, và chúng tôi đang mong chờ cái tỷ lệ để tăng dần thêm 20-30% nữa. Trước khi khép lại năm 2020 đầy biến động và khó khăn, du lịch Đà Nẵng cũng chuẩn bị nhiều sự kiện văn hóa, giải trí, ẩm thực đặc sắc trong khuôn khổ lễ hội chào năm mới, với mong muốn thúc đẩy nhu cầu vui chơi, du lịch của du khách và người dân, từ đó tạo đà phục hồi hoạt động du lịch trong năm 2021. Thời điểm này, những năm trước, các doanh nghiệp du lịch đang tất bật quảng bá, giới thiệu hàng trăm tour dịp Tết, nhiều tour đã khóa sổ. Tuy nhiên, năm nay do dịch Covid-19, đặc biệt sau ca bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh gần đây, đã tác động không nhỏ đến tâm lý của du khách. Đến thời điểm này, khi dịch đã được kiểm soát, thị trường tour du lịch Tết đang có dấu hiệu ấm trở lại. Theo các đơn vị lữ hành, hiện lượng khách đặt tour Tết đã có dấu hiệu tăng trở lại. Mặc dù là tour Tết dương lịch và Tết âm lịch, nhưng giá tour nội địa năm nay tiết kiệm từ 15-30% so với Tết năm ngoái. Rất là kỳ vọng sẽ là thị trường sẽ ấm trở lại, và hiện nay thì chúng tôi cũng đã có rất nhiều những cái tín hiệu rất là đáng mừng, đó là du khách đã đăng ký tour cho dịp Tết dương lịch và cũng đã có rất là nhiều những cái du khách đăng ký cho dịp Tết âm lịch. Tết dương lịch và Tết âm lịch gần đến, tuy nhiên năm nay người dân có tâm lý lo ngại dịch Covid-19 có thể quay lại bất cứ lúc nào, nên các đơn vị du lịch vẫn luôn trong tâm thế chủ động phòng chống dịch. Cùng với việc đảm bảo chất lượng tour, an toàn tour, các đơn vị đều làm việc với các nhà cung ứng để chuẩn bị sẵn phương án hoàn hủy tour khi diễn biến dịch phức tạp. Từ tâm lý lo lắng dịch của du khách, du lịch Tết năm nay bên cạnh chùm tour trọn gói còn có loạt combo đến các địa điểm được ưa thích, tour tự chọn, dịch vụ từng phần từ vé máy bay, khách sạn, nhà hàng, thuê ô tô. Những ngày giữa tháng 12 này, người dân sống ở cao nguyên Mộc Châu, Sơn La và du khách đang bất ngờ và thích thú với việc những rừng mơ bạc ngàn đã bừng nở hoa. Năm nay hoa mơ nở sớm, mọi năm thường phải đến sau Tết Nguyên Đán hoa mơ mới nở. Cây mơ, cây mận phân bổ rộng khắp trên cao nguyên Mộc Châu, hình thành những vạt rừng mơ và mận. Những ngọn đồi bát ngát với sắc trắng muốt của hoa mơ pha sắc lá xanh non mang đến vẻ đẹp nao lòng. Hoa mơ đẹp không chỉ bởi vẻ mong manh tinh khiết, mà còn bởi khi đã nở, hoa sẽ bung ra ồ ạt. Hoa chỉ nở trong khoảng thời gian không dài, chỉ kéo dài từ 2 đến 3 tuần lễ, nên rất nhiều du khách từ khắp nơi đã tìm về đây để tranh thủ mùa hoa ngắn ngủi này. Mình muốn giữ nguyên cái bản chất của rừng núi để cho khách thập phương họ về, mà họ lên đây tham quan với đất rừng núi thì họ đến thì họ cảm nhận được. Hàng ngàn cây mơ, cây mận mọc thành hàng, san sát nhau, thung lũng hoa như khoác lên mình chiếc áo bông trắng ấm áp trong mùa đông lạnh giá của núi rừng Tây Bắc. Bởi vẻ đẹp này mà nhiều người không quản xa xôi, địa hình khó khăn hiểm trở tìm đến để được chìm ngắm trong những cánh hoa mơ tinh khiết, mong manh. Đây là màn biểu diễn của em Trần Duy Thanh và em Ngô Quang Trí, 11 tuổi, cùng học lớp 6-9, trường Trung học cơ sở Dương Đông 1, Phú Quốc, Kiên Giang, trong buổi sinh hoạt dưới cờ ngày 14 tháng 12, 2020. Màn biểu diễn tân bóng của hai học sinh này đã làm hàng ngàn học sinh trường này vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng. Dù đã đến 300 lần, nhưng hai em vẫn liên tục đổi chân tân bóng mà chưa chịu dừng. Nếu như không có lệnh dừng của thầy Võ Phong Hầu là tổng phụ trách đội của trường. Em Trần Duy Thanh cho biết, em mê đá bóng từ năm 2018, lúc đó em học lớp 4. Trước đó khi còn ở quê Vĩnh Phúc, em chỉ có thể biết đến bóng đá qua những trận đấu của những người anh trong xóm. Khi ra Phú Quốc, em được bạn bè rủ đi đá bóng và từ đó em mê bóng đá. Em Ngô Quang Trí cũng mê bóng đá từ năm học lớp 3 và cả hai em cùng có ước mơ thành cầu thủ chuyên nghiệp.